Trong những ngày đầu của cuộc xâm lược mà Nga phát động trên đất Ukraine, bầu trời Ukraine phần lớn không được bảo vệ. Các chiến đấu cơ của Nga đã tiến hành không kích sâu vào bên trong tiền tuyến. Nhưng Ukraine đã có thể triển khai hệ thống phòng không. Quân Ukraine đã bắn hạ hàng chục chiến đấu cơ, trực thăng, các loại máy bay và tên lửa khác của Nga. Không quân Nga vẫn có một lượng lớn hỏa lực tiềm năng. Họ chỉ là không thể dùng nó hiệu quả vào lúc này, vì Ukraine vẫn đang không cho phép họ tiếp cận không phận của họ ở một mức rất thấp, bởi vì họ vẫn có những hệ thống tên lửa đất đối không này. Nhưng kho tên lửa phòng không của Ukraine gần như không còn nhiều. Trong khi đó, Nga đang sử dụng máy bay không người lái do Iran sản xuất và tên lửa tầm xa để dội vào các thành phố và cơ sở hạ tầng của Ukraine. Phương Tây thực sự cần cung cấp thêm đạn dược và cuối cùng thay thế các hệ thống tên lửa đất đối không SAM bằng các hệ thống mà chúng tôi có thể dễ dàng sử dụng hơn, bởi vì tất nhiên đây là những hệ thống thời Liên Xô mà bản thân chúng tôi không sử dụng ở phương Tây. Các nước phương Tây đã cung cấp các hệ thống phòng không khác nhau. Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine cho biết trên Twitter hôm 7 tháng 11 rằng đất nước của ông đã nhận được các hệ thống NASAMS đầu tiên của Mỹ và ASPY của Ý từ Mỹ, Na Uy và Tây Ban Nha. Ưu tiên số 1 là hệ thống phòng không. Các đối tác của chúng tôi biết rất rõ điều này. Đức đã gửi một hệ thống phòng không IRIS-T vào tháng trước và đang cung cấp hàng chục xe tăng phòng không Gepard. Pháp đã gửi hệ thống phòng không Crotale của họ. Nhưng các tác giả báo cáo nói rằng Ukraine cần nhiều hơn nữa từ phương Tây. Máy bay chiến đấu tiên tiến cũng là cách dần đè quan trọng. Ngay cả số ít chiến đấu cơ phương Tây được trang bị tên lửa và radar có thể đối phó các máy bay chiến đấu của Nga một cách tương đối ngang sức. Ông Bronk nói hậu quả khả dĩ của việc Nga giành quyền kiểm soát bầu trời là hiển nhiên. Chúng ta biết điều gì xảy ra ở Syria khi không quân Nga có thể tấn công mà không hề hấn gì từ tầm cao, trung và cao hơn. Các cuộc bắn phá quy mô lớn với rất nhiều bom, không chỉ vào các vị trí tiền tuyến mà vào các thành phố bị bao vây. Chúng ta hãy nhớ Aleppo và Homs. Những thành phố đó đã bị phá hủy hoàn toàn bởi các cuộc không kích của Nga và chính phủ Syria vào năm 2015 và 2016 vào lúc đỉnh điểm nội chiến. Hàng chục nghìn người đã thiệt mạng, buộc phiến quân phải rút lui. Khi bộ binh Nga buộc phải quay trở lại miền đông Ukraine, các nhà phân tích lo ngại Điện Kremlin muốn lặp lại các chiến thuật được sử dụng ở Syria, ở các thành phố ở Ukraine.